là những linh kiện để Hacon tạo nên 50 bộ PC giao cho khách hàng doanh nghiệp ngay bây giờ. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở 129 và 131 Lê Thanh Nghị. Ngày hôm nay thì hãy cùng Hacom giao 50 bộ PC cho khách hàng doanh nghiệp nhé. Let's go! Đây mọi người ơi, ở đây thì mình đang có anh Đức Anh là chiến thần kỹ thuật sẽ phụ trách giao 50 bộ PC trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì không biết là cảm xúc của anh khi mà giao một cái đơn hàng đặc biệt như này là như nào ạ? Cảm xúc của mình rất là vui. Hiện tại mình được rất là vinh dự được giao 50 bộ cho bên số 2 Trần Hưng Đạo. Dạ vâng ạ. Đơn doanh nghiệp rất lớn của khách hàng. Dạ vâng, đúng rồi. Thế thì cùng anh Đức Anh cũng như là cùng mình đi theo chân Hacom xem là bọn mình sẽ giao 50 bộ PC và lắp ráp nó như thế nào nhá. Và hiện tại thì chúng mình cùng với 50 bộ PC đã có mặt tại công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Việt Phát và hãy cùng Hacom khám phá xem quá trình lắp đặt 50 bộ PC này như thế nào nhé. Let's go! Hiện tại thì bọn mình đang trong quá trình hoàn thiện để có thể lắp được 50 bộ máy cho công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát rồi. Và lời đầu tiên thì bọn em cũng rất là cảm ơn các anh vì đã lựa chọn Hacom là một điểm đến công nghệ này, cũng như là một địa chỉ gọi là uy tín để mình có thể tin tưởng đặt cái đơn hàng vô cùng khổng lồ này, đúng không ạ? Vậy thì bọn em có thể hỏi anh một chút thôi, đó là tại sao mình lại nghĩ đến Hacom và lựa chọn Hacom ạ? Hacom thì bên anh thì cũng nghiên cứu trên thị trường công nghệ, là được biết Hacom thì cũng có cái bề dày về mặt kinh nghiệm. Thứ hai là một cái đơn vị uy tín về chăm sóc khách hàng. Thứ hai là qua được tư vấn của anh em kỹ thuật thì anh sẽ lựa chọn Hacom. Vâng ạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và hiện tại thì Hacom cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm cũng như là ủng hộ từ cả các khách hàng cá nhân cũng như là khách hàng doanh nghiệp nữa ạ. Thì một lần nữa bọn em cũng rất là cảm ơn anh cũng như là công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát vì đã tin tưởng và lựa chọn Hacom ạ. Và mong rằng là cả em và anh cũng như là cả hai công ty chúng mình thì cũng sẽ đều có những cái cơ hội tiếp theo để có thể làm việc cũng như là kết hợp với nhau ạ. Và em cảm ơn các anh rất là nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Rất mong là được hợp tác không chỉ một số mảng sở trường của bên em, dạ có vâng. những sản phẩm mới thì cũng rất mong hợp tác được với họ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.